ม่เด็ดเอ็มมาเดินทำมันด้าอย่าเอ็มมาเดินเอ็มก็มาแบบเท่าแท้ก็มันอย่าโต้บายท้าxin lại mảnh đời ngày thơ bài thơ em đợi em chờ năm năm mới đó bây là mày đi em anh Trí anh Trí ơi kể từ nay anh không còn sợ cô niềm vui năm tháng em sẽ về lại bên anh sẽ về lại mà làm thơ ca tùng trăng già còn ai thương tưởng nhớ như là em đã thương anh ôi nhân tình thế thái là đây giờ bọn anh chỉ còn có một mái đình tôi bỏ quên chút quãng đời đau khổanh phải tôn thờ suốt cả cuộc đời anh anh Trí hãy gọi tên anh là Hàng Bác Tử Hàng Bác Tử ui ba tiếng đó như trận bao cuồng phong đã thổi qua biển sắp đôi mây dưới thành quách nghi nghi trầm mặc giữa điêu tan sự nghiệp thi dân trong số biết già trang dù đấy quay còn nhớ cái tên Hàng Bác Tử khi anh quay về sống lại với quê hương gần nước cuộc đời anh phiêu bạt ba phương anh đã bỏ quên cái tên mình trong trí cái tên mà quê hương không còn nhớ và đã in sâu trong lòng nhà gái quê mùa mày đẹp
Chắc anh có phải không? Phải mà anh đã tệ bạc giết suốt quãng đời người con gái. Đừng giận anh nhé, đừng giận anh nhé mai. Đừng anh chị ơi, từ quê nhân em chỉ mang theo một món quà là tên của mẹ cha về. Và một bài thơ đến chưa đã nhắn đó là hình ảnh của anh để lại trong lòng bao kỷ niệm. Con gái lúc lìa quê tuổi xuân thời anh nên trao hết cho người ta. Giờ tàn phế xin nhận vừa làm kỷ niệm. Con bé đến nay đứng đây dành dứt. Không lẽ đời em mãi chịu thiệt thôi. Mai đợt em quên đi khi con trong đà càng. Khi anh tâm còn tâm quý cả tầm dặn trắng sang. Khi anh đã là phê nhận giải kiếm sống tại ngoài. Bất diệt là cái tên miệng trọng chi quanh. Cái tên là một quân đêm và hồn trên cất giữ. Ngày xưa em đợi em chờ, thật sự bây giờ em nói tiếng.